Hello, chào bác chăn nuôi mình nha. Hôm nay ngày 26 tháng 12 á, em có video clip để báo giá đến quý cô chú anh chị mình nha. Đầu tiên mẹ con Manta nhỏ anh chị. Thì mẹ con này có giá 22 triệu anh cô chú anh chị. Có vậy không? Mẹ nó thì nó hơi lan ức mà Bombay mát sữa cực kỳ anh chị. Mẹ nó cao chừng 1m2 bò anh chị, vú bông gì không? Vú bông. Đó. Vậy không? Đẻ con này mát sữa cực kỳ. Nó đẻ này được 1 tháng 15 ngày của anh chị. Đó anh chị không? Size tích nghiêm chỉnh anh chị, mà được man gì không? Lưng một lưng. Rất là mát sữa, 1 tháng 15 ngày của anh chị. Gì coi ha, mẹ nó đẻ cũng 4 con của anh chị. Đó, cái đầu nó cũng hơi có dài cộng tóc bạc của anh chị không? Đó. Thì mẹ con này em bán anh chị mình giá 22 triệu của anh chị. Hả? Cô chú anh chị mình coi mình mua gì mình chọn lựa gì mình nuôi ha. Đó, con này mới đẻ có 1 tháng 15 ngày mà có hiện tượng lên giống của anh chị. Mẫu bông bay đây nó mọc cực kỳ của anh chị, không chị không? Lưng một lưng ha. Đó, mẹ nó anh chị không? Đó, mẹ phải nói là nó cấp mình rất là mập của anh chị. Bò này bò dòng này cô anh chị ra mua về muốn dòng dòng muốn cột chuồng cột luôn anh chị. Cái nào cũng được hết ha. Đó, mẹ gân rất là mát sữa, nhìn một con là cô anh chị mình biết một mẹ mát sữa cực kỳ ha. Đó, cô chú anh chị nào anh mua thì em vận chuyển ship cho mình nha. Thì em khu vực miền Nam thì em ship được của anh chị, trừ khu vực Đà Lạt, Lâm Đồng, Bình Thuận trở vào anh chị. Còn miền Tây thì chỗ nào cũng được của anh chị. Đó, thì những khu vực đó ha, Bình Phước đồ vẫn ship được anh chị. Tại do em gần nhà xe á, thì khi nào anh đi đâu thì em cũng biết được anh em ship cho cô anh chị mình cái giá nó cũng hợp lý anh chị, chứ không có mắc anh chị. Để về cô chú anh chị mình nuôi để phát triển kinh tế nữa anh chị. Nó thì mẹ con này 22 triệu cô chú anh chị. Tiếp đây là mẹ con Man anh chị. Mẹ con Man anh đẻ thì chưa giáp tháng anh chị, còn 4-5 ngày nó mới giáp tháng anh chị. Đẻ con đầu tiên ha, mẹ con này bò dòng anh chị, cũng thiếu nuôi á. Về cô chú anh chị mình nuôi thêm nha. Nói chị không, gân sữa cùng cuộn nè. Bò này rúng chiền hết anh chị, rúng chiền sái tích nghiêm chỉnh ha anh chị. Không có lan chạy điểm y ha. Cô chú anh chị mình coi mình về mình nuôi ha. Chân móng vậy không? Cao lớn con. Bò này mẹ này cầu 1m25 anh chị. Đó có chị không? Thấy một con ha. Con rất mát sữa ha, mới đẻ có hai mấy ngày thôi. Mẹ sái tích nghiêm chỉnh không chị không? Mà mẹ thùng dạo rất là lớn anh chị. Vậy không? Mẹ con này có giá 21 triệu anh chị. Giá cực kỳ yêu thương của anh chị. 21 triệu ha. Con cho chị coi rúng chiền nè. Đó, rúng chiền không? Đó, bên này cũng có sáng chị, bên kia hơi tối con chị mà nhìn không có kỹ ha. Chân móng hoàn chỉnh hết rồi con chị. Chân nó muốn kiền khú con chị. Con này về con chị mình nuôi đẻ chừng khoảng 3 con đó. Nó bự tàn lắm con chị. Thùng dạo có ha. Con chị không? Mẫu Bombay con chị. Bombay dễ nuôi ha. Bò này cái rau miệng rất là to, nó cũng rất là phàm ăn con chị không? Đó, sái tích nghiêm chỉnh. Đó chị thấy chưa? Đó, mẹ con 21 triệu. Đó, con chị thấy không? Ý con chị thấy quan sát kỹ ha. Đó, mẹ con này 21 triệu ha. Để về cô chú chị mình nuôi ha, thùng dạo có chị, thấy chưa? Thấy ok ha. Cô chú chị nào ok mẹ con này thì mua ha. Đó. Tiếp theo này mẹ con gái xin chú chị. Con này cũng đẻ con đầu tiên chú chị. Đó, dengu nữa. Rồi cắn chú chị. Làm cái đóng hợp tí á. Đó còn cái xin của chị không? Cái xin của chú chị thấy là tê rồi ha. Mẹ nó cực kỳ mát sữa của chị. Đó. Đẻ cái xin của chị không? Đúng miếng dập dìu nè. Đó. Con chị thấy chưa? Cái đúng chày của chị. Nè, chân cẳng chị không? Đó, móng miếng hoàn chỉnh hết. Đẻ cái đó lòm chị. Đó, con chị coi ha. Mẹ thùng dạo có nè. Chị thấy chưa? Mà mẹ nghe bả dai á, làm như nó bị chích rồi nó có bị áp xe hay sao đó chị. Nó có mà cái cột nhà nói từ nhỏ mua tơ về hay có không chị đó. Nó không có lớn chị đó, em chị hay nghe cái dai không đó. Nó nhưng mà nó vẫn bình thường chị, không sao ha. Đó chị thấy không, bò rất là mát sữa nè, đẻ con rất là tốt, lưng uống mề của chị. Nó nít ăn nè, mẫu bài thùng dạo có, con này cao khoảng 1m23 bòi của anh chị. Thấy không, nó ăn dữ dằn luôn. Nó về của anh chị mình cho ăn cỏ rác rồi thêm ha, rất là mát sữa ha. Hả?
Thì mẹ con này có giá 23 triệu nha cô chú anh chị. Ừ, cô chú anh chị coi mua ha, đuôi dài phết đất nè. Đó, một mẹ rất là siêng ăn của anh chị. Đó, như vậy về mình coi mình mua về mình cắt cỏ cho ăn anh chị, đừng có cho ăn cám thực phẩm mất công chị tốn tiền ha. Và con này đẻ khoảng được 3 tháng anh chị. 3 tháng ba cái đó anh chị, rất là tốt ha. Sái tích nghiêm chỉnh anh chị không? Cái yếm một bó anh chị. Theo một bó rúng chiền khúc luôn. Cô chú anh chị mình coi chọn lựa anh mua ha. 23 triệu. Còn cuối cùng là hai con cái tới con anh chị. Anh chị mình coi nhìn mua ha. Thì con hôm nay chủ nhà báo là bơm man được tháng mấy rồi ạ. Thì cô chú anh chị mình coi ha, bơm lứa 2 nha anh chị. Đó, con nào cũng cao mét hai mấy bò ha, chứ không dưới anh chị. À, cô chú anh chị thấy không? Bơm là lứa 2 anh chị. Sái tích nghiêm chỉnh anh chị. Mặt mày sái tích nghiêm chỉnh nè. Đó. Thì một cặp này em bán anh chị mình giá là 29 triệu ha. Đó. Con bên này thì nó em kéo về em thấy lên giống anh chị. Chiều nay em bơm man á. Cô chú anh chị mua về mình canh thêm ha. Hai con nào cũng bơm lứa 2 anh chị. Mặt mày sái tích nghiêm chỉnh hết. Cô anh chị mình coi không? Đó, rúng yếm nè. Rúng chiền ha, nhưng mà không chiền nhiều nè. Vú này còn căng không chị, phải tới con còn căng hết ha. Đó, tại nay bò cũng giá cũng ok, người ta kẹp tiền á, ta bán. Đó, thì cô chú chị mình coi mua giùm nuôi ha. Mấy con này em bao loài lú cho con của chị tới đẻ luôn anh chị, tới đẻ con tiếp theo nha. Nên cô chú chị yên tâm mình nuôi ha, không có lo sợ gì hết, không có lo sợ loài đơm như anh chị. Cứ loài đơm alo nhắc máy alo em trở về em giao đủ tiền của anh chị ha. Đó. Cô chị cứ yên tâm mình nuôi để chứ không được có lo lắng nha anh chị. Đó anh chị không? Xương con nào cũng lớn hết ha. Đó, hai con này 29 triệu của anh chị. Mấy con này nuôi cô anh chị mình nuôi về nuôi mập mập lên màu đỏ anh chị. Tại vì nó ốm á. Ốm thì dĩ nhiên nó phải màu nó không đẹp anh chị. Nè, cô chị thấy không? Con này sống lưng rất là đỏ nè. Đó anh chị mình nuôi là nó đỏ ha. Mấy con lông nhuyễn da xét. Con nào cũng mát sữa anh chị. Con nào cũng đẻ con tốt hết. Nè, cái con này cái đường sống lưng nó cũng đỏ anh chị. Nữa con chú chị nuôi mặt lên nó đỏ hết anh chị, không có con nào mà màu vàng màu phèn anh chị. Nó mặt ngắn hết, con nào cũng mặt ngắn là miệng to hết. Nào cũng phàm ăn anh chị. Cô chú chị mình coi mình chọn lựa gì mua ha. Rồi, em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình nha.